Kính chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội cùng với những tin tức quốc tế mới nhất đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những thông tin chính có trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 2 tháng 10 năm 2023. Thưa quý vị, tin buồn cho Trung Quốc, sóng thần cao tới 49 mét, dữ dội cuồn cuộn cuốn trôi 1.798 ô tô xuống sông Trường Giang. Trung Quốc bị tàn phá nặng nề thảm nhất trong vòng 100 năm vừa qua, khiến cho giới chức của Bắc Kinh vô cùng lo lắng. Thưa quý vị, theo tờ báo quốc tế cho biết, bước sang ngày thứ 42, đại họa thảm khốc tiếp tục tàn phá nước Trung Quốc. Khi vào ngày 1 tháng 10, vào lúc 16 giờ 10 phút 46 giây, hai trận sóng thần siêu cấp dữ dội dồn dập đánh sập một con đập cỡ lớn chắn ngang một con đê thuộc nhánh sông Dương Tử, làm cho nước lũ dâng mạnh lên tới 9 mét. Những cột sóng dữ dội của nó ngang ngửa với những ngôi nhà 6 tầng, khiến cho toàn bộ tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc ngập chìm trong biển nước. Theo truyền thông của tỉnh Chiết Giang cho biết, thiệt hại của trận sóng thần kép ngày 1 tháng 10 đã gây nặng nề cho tỉnh này và một số tỉnh lân cận. Và theo Trung tâm Phòng chống lũ lụt Trung ương Trung Quốc cho biết, dù sóng thần chỉ xuất hiện khoảng 30 phút, nhưng những nơi nó đi qua đều biến thành đống đổ nát và tro bụi. Có ít nhất 1.798 chiếc ô tô bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi ra sông Trường Giang. Hàng ngàn ngôi nhà bị sụp đổ, đường xá, cầu cống hầu như bị tan hoang. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, tỉnh Chiết Giang là một trong những tỉnh thành sầm uất và hiện đại bậc nhất của Trung Quốc, nhưng bây giờ đã biến thành một hòn đảo hoang. Trận sóng thần siêu cấp ngày 1 tháng 10 đã khiến cho chính phủ Trung Quốc vô cùng bức ruột, nhưng họ không biết phải làm sao trước sự nổi dậy của mẹ thiên nhiên, của đất và của trời. Nhiều ý kiến cho rằng Đức Chúa Trời đang ra tay trừng trị Trung Quốc, trừng phạt chính quyền ông Tập Cận Bình để cô lập Bắc Kinh thay cho thế giới. Bởi vì trong những năm tháng vừa qua, giới chức của Trung Quốc đã gây ra rất nhiều nỗi đau cho thế giới. Có thể kể đến, trong nước, Trung Quốc đang hứng chịu những trận đòn giáng đau của mẹ thiên nhiên. Nhưng chính quyền của ông Tập Cận Bình vẫn đem hải quân của Trung Quốc mang theo rất nhiều vũ khí hạng nặng và vũ khí sát thương tiến ra ngoài Biển Đông để bắn đạn thật, hòng uy hiếp các nước trong khu vực. Trung Quốc còn đem con virus Vũ Hán đi lây lan ra tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn hành tinh này. Đến bây giờ, trên thế giới đã có tổng cộng 458 triệu người nhiễm COVID-19 và hơn 6 triệu người đã tử vong. Một con số được cho là rất cao, tội đồ của Trung Quốc là không thể dung tha và chấp nhận được. Hiện Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Nga là một trong 4 nước đứng đầu trên thế giới về số người nhiễm COVID-19 và số người tử vong. Trung Quốc còn đem binh lính của Bắc Kinh đi xâm chiếm dãy núi Himalaya, một trong những dãy núi nổi tiếng của Ấn Độ, làm thiệt mạng 20 binh lính của nước này, khiến cho hơn 1 tỷ người dân Ấn Độ vô cùng căm phẫn. Phía Ấn Độ, họ còn đốt hình nộm của ông Tập Cận Bình ở rất nhiều nơi ở New Delhi, khiến cho đụng độ căng thẳng vẫn tiếp tục gia tăng. Trung Quốc không lo cho người dân khi lũ lụt, hạn hán xảy ra, bởi vì chính quyền của ông Tập Cận Bình đang bận rộn cho cuộc chiến đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải các nước trong khu vực. Thưa quý vị, theo các nhà phân tích cho biết, bây giờ chỉ còn một cách để cứu Trung Quốc trước thảm họa của thiên nhiên. Đó là người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, nên ngồi suy nghĩ lại những việc làm sai trái của mình trong thời gian vừa qua để cầu nguyện sám hối, hối cải. Người đứng đầu chính phủ Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, phải làm điều thiện. Chứ trong nước thì lũ lụt, động đất, sóng thần, người dân thì sống trong cảnh màn trời chiếu đất, sống trong cảnh lầm than, lương thực và thuốc men đều cạn kiệt, nhưng người được coi là chèo lái con tàu lại bỏ mặc, không lo cho họ. Ông Tập được cho là chỉ nhăm nhe, đi gây gổ, gây hấn, bắt nạt, hỏi rằng có trời có đất nào chịu được điều đó hay không. Chính vì thế, nếu để Trung Quốc được yên thân, sống trong hòa bình và ổn định thì tốt nhất chính phủ Trung Quốc không nên đi làm những điều phi lý, không đi gây gổ, đánh nhau. Đặc biệt, chính quyền của ông Tập Cận Bình không nên chà đạp với các nước trong khu vực. Và chỉ có như vậy, ông trời mới không nổi giận trừng phạt Trung Quốc. Và chỉ có như vậy, Đức Chúa Trời mới tha tội cho Bắc Kinh. Còn nếu như Trung Quốc vẫn tiếp tục là mối nguy hiểm cho thế giới, thì những hiểm họa khôn lường tiếp tục sẽ xảy ra đối với Bắc Kinh. Khi đó, không chỉ những con đê bị vỡ, những trận lũ lụt, lũ quét, sóng thần, động đất bủa vây, mà ngay cả con đập Tam Hiệp hay quảng trường Thiên An Môn của Trung Quốc cũng có khả năng bị bắn vỡ. Và khi đó, Trung Quốc sẽ bị xóa sổ ra khỏi bản đồ của thế giới. Chính quyền của ông Tập Cận Bình chắc chắn sẽ bị tàn lụi. Thưa quý vị, truyền thông của Trung Quốc ghi nhận từ đầu tháng 3 tới tận bây giờ,
Trải qua hơn một tháng, phía Trung Quốc đang phải hứng chịu liên tiếp những trận mưa lớn, động đất, sóng thần, sạt lở, vỡ đê kéo dài. Điều này được cho là rất bất thường trong lịch sử hàng nghìn năm của phía Trung Quốc, gây thiệt hại nặng nề với con người và của cải. Dự báo trong những ngày tiếp theo, nhiều tỉnh thành của Trung Quốc vẫn phải hứng chịu sự nổi dậy, trừng phạt của thiên nhiên, của đất, của trời. Tuy nhiên, chính quyền của ông Tập tuyên bố sẽ phát minh ra một thứ mà chống lại được thiên nhiên, đó là cho xây dựng tiếp 13 con đập nằm trên một con sông lớn của phía Trung Quốc để ngăn chặn lũ lụt. Theo một nguồn tin tiết lộ rằng, hiện giới chức cao tầng của nước này đang cho nghiên cứu và lên kế hoạch xây dựng cũng như triển khai nhanh dự án nói trên. Và nếu như điều này thành hiện thực, thì nguồn nước tại con sông Mekong chảy qua 6 nước là Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia, trong đó có Việt Nam, sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề. Đây là một điều cực kỳ nguy hiểm bởi nếu như vậy nó sẽ phá vỡ hệ sinh thái thiên nhiên. Tuy nhiên, chính quyền của ông Tập Cận Bình vẫn bất chấp tất cả, kể cả sự chỉ trích lên tiếng của Tổ chức Sông Ngòi Thế giới, để thực hiện cho bằng được những cái âm mưu thủ đoạn của mình. Cái này giống như việc khi Trung Quốc tiến hành xây dựng con đập Tam Hiệp thời Mao Trạch Đông và ông Giang Trạch Dân. Chính phủ của Trung Quốc cũng không nghe theo lời khuyên của các chuyên gia thủy lợi hàng đầu trên thế giới. Họ đã bất chấp tất cả để xây cho bằng được con đập Tam Hiệp, để bây giờ lũ lụt, động đất, sóng thần xảy ra. Chỉ có người dân thường vô tội của họ phải gánh chịu hậu quả. Chứ giới chức của ông Tập vẫn đang ung dung tự tại đi xâm chiếm Biển Đông và lãnh thổ các nước trong khu vực. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, mặc dầu trong nước của Trung Quốc đang hứng chịu những đòn đau thấu xương của mẹ thiên nhiên, của đất và của trời, nhưng hải quân của Trung Quốc vẫn được cho là mang rất nhiều tên lửa ra Biển Đông để quần nhau đối đầu với một số con tàu chiến của Mỹ ở quanh khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Khi Trung Quốc ngang ngược dám tuyên bố rằng vùng biển này hoàn toàn là của Trung Quốc, Bắc Kinh lập luận rằng lịch sử 3.000 năm về trước đã minh chứng cho điều trên. Nay có đường lưỡi bò cũng đã nói lên tất cả. Vâng, thưa quý vị, Trung Quốc là thế đó, họ muốn tiến lên làm bá chủ của thế giới theo đúng tham vọng và ý định của người đứng đầu ông Tập Cận Bình. Nhưng cái cách đi của họ không được thuận lòng dân và không được bạn bè quốc tế tôn trọng. Chính vì điều đó, khi sóng thần, động đất, bão tố xảy ra, không có một nước nào trên thế giới giang tay ủng hộ và giúp đỡ phía Trung Quốc. Nhưng may thay cho chính quyền của ông Tập, trên thế giới vẫn còn một nước duy nhất ủng hộ Bắc Kinh. Đó chính là chính quyền ông Hun Sen của Campuchia. Được biết, để làm điều này, chính quyền ông Hun Sen đã bí mật đi đêm bắt tay với phía Trung Quốc, hòng khống chế khu vực Đông Nam Á. Bằng chứng trên đã được một tờ báo nổi tiếng của Mỹ mang tên CNN đã tiết lộ rằng, chính quyền ông Tập Cận Bình mới đây đã quyết định tài trợ cho chính phủ ông Hun Sen của Campuchia, số tiền cực khổng lồ. Để chính quyền ông ta có cơ hội lần đầu tiên đăng cai SEA Games 32 và để đổi lại điều trên, một vài vị trí đất đẹp nhất của đất nước Chùa Tháp này sẽ hoàn toàn thuộc về Trung Quốc. Khi đó, người Trung Quốc đại lục sẽ tràn sang Campuchia để sinh sống và Trung Quốc với Campuchia sẽ là một, hãng CNN của Mỹ cho biết. Chính quyền của Thủ tướng Hun Sen của Campuchia có một cái tham vọng giống y hệt phía Trung Quốc là muốn đưa đất nước Campuchia làm bá chủ khu vực Đông Nam Á. Đây là một trong những lý do vì sao mà trong suốt thời gian vừa qua, ông Hun Sen rất thân cận với ông Tập Cận Bình. Trong khi bão lũ xảy ra ở Bắc Kinh, Campuchia đã tài trợ cho Trung Quốc 20.000 tấn gạo và mì tôm. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất mới và rất nhiều người quan tâm tới đất nước của Campuchia và Trung Quốc. Khi hai nước này liên tục bắt tay nhau trong thời gian vừa qua, mục đích của họ là gì thì chúng ta hãy chờ vào phút chót. Tờ báo của Mỹ tiết lộ rằng, chính quyền của ông Tập Cận Bình đã hỗ trợ cho Campuchia một lượng tiền rất lớn để nước này đăng cai SEA Games lịch sử. Tờ báo của Mỹ cho biết, chính phủ của Trung Quốc đã viện trợ hơn 1 tỷ đô la Mỹ để Campuchia đăng cai SEA Games. Đây là lần đầu tiên quốc gia này tổ chức đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Đổi lại, phía Campuchia sẽ cấp cho phía Trung Quốc rất nhiều mảnh đất đẹp để Trung Quốc xây dựng những tiền đồn quân sự, cũng như là những khu du lịch để cho người Trung Quốc sang sinh sống. Trước đó, thì Chủ tịch Olympic Campuchia ông Thon Khon cũng đã chào đón một phái đoàn đến từ Trung Quốc đến thăm khu liên hợp thể thao ở thủ đô Phnom Penh. Trung Quốc đã viện trợ cho Campuchia bước đầu tiên là 170 triệu đô la Mỹ. Điều này cho thấy rằng Trung Quốc và Campuchia rất thân nhau. Tờ Tân Hoa Xã đưa tin, Thủ tướng Campuchia ông Hun Sen và Đại sứ Trung Quốc tại Phnom Penh đã chủ trì lễ động thổ xây dựng khu phức hợp SEA Games với sự tham gia của 6.000 người. Theo báo cáo từ Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia Campuchia, tất cả các hạng mục sử dụng cho SEA Games tại Campuchia đều do phía Trung Quốc tài trợ. Nhưng đổi lại,
phía Campuchia sẽ phải đền đáp cho Trung Quốc rất nhiều vị trí địa chính trị thuận lợi để Trung Quốc xây dựng các căn cứ quân sự. Điều này là rất nguy hiểm cho khu vực Đông Nam Á, hãng tin AP cho biết. Sân vận động nằm cách thủ đô Phnom Penh 10 km về phía Bắc có sức chứa lên tới 75.000 chỗ ngồi, một trong những sân vận động lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, có một điều hết sức là đáng ngại, đó là các hạng mục trên đều do các nhà thầu của Trung Quốc đăng cai. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Campuchia ông Hun Sen cho biết sân vận động được thiết kế với hình dáng của một chiếc thuyền buồm cổ xưa của Trung Quốc. Ông Hun Sen bày tỏ lòng biết ơn tới chính phủ của ông Tập Cận Bình và sẽ nguyện cống hiến hết mình cho phía Trung Quốc. Đấy là một trong những lý do vì sao mà lũ lụt hạn hán ở phía Trung Quốc không có một nước nào trên thế giới ra tay hỗ trợ, nhưng Campuchia lại hết lòng vì phía Trung Quốc. Người ta cho rằng ông Hun Sen chính là tay sai đắc lực của ông Tập Cận Bình. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.